Kính chào quý bà con, thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật sáng ngày 16 tháng 2, 2024, giá có xu hướng giảm. Tại miền Tây, Black Thorn 145.000 tới 150, sáu hũ 103 tới 104, chuồng bò giá 120 tới 103, ri sáo hàng đẹp giá 104 tới 145.000, ri sáo mua xô 125.000 tới 130.000 đồng. Sầu thái hàng đẹp 185 tới 195.000. Sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp 138 tới 143.000. Ri sáo mua xô 125 tới 128.000. Sầu thái hàng đẹp 185 tới 193.000. Sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 138 tới 143.000, ri sáo mua xô 125 tới 128.000, sầu thái hàng đẹp 185 tới 193.000, sầu thái mua xô 107 tới 175.000. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy địa phương, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.